Bà Hằng nhắn tin cho chị à? Nó nhắn tin cho chị luôn chưa? Chưa nhắn tin lại cho mấy nữa. Khách không vô sớm luôn. Mình tối đi chơi ra mà gặp cái thằng bà mình nó ngon đi mà chứ mì luôn á. Mì gặp nó luôn. Thằng bồ tú với thằng bạn chị. Ông mẹ đi chơi. Nó tối chị nói mà. Tại nó quan mì. Mà mày không ăn hết. Mày đi đăng xe về chắc mày xỉn rồi quay rồi đó. Đang đây xỉn nè nè. Chứ làm gì mà túi kêu túi tranh thủ về thiệt nhanh đó. Nó chọc chọc cho chơi gì đó. Tiếp một xí. Xíu gì mẹ đi chơi mệt mệt. Ví dụ chơi tới 12 giờ mình chơi bình thường mà. Đi chơi về còn còn bị mà ai chiều đi nấu. Con mi chiều nồi cho tao chiều. Ủa, mỗi lần đi chơi về là mày chịu không nổi à? Không có nổi. Rồi, chị ta thấy bình thường. Chị thấy lật bật. Chị ta thấy cũng bình thường nào. Có không được, có không được. Mi khá à. Sao yếu hơn. Nếu mà yếu hơn Ly. Ly bồi, bồi dưỡng hầu cũng không. Hàng chi. Bộ mấy bữa thì chưa một bữa mà nhầm nhò chi. Bởi đến sáng đi có 3 con gà là nghe hiểu. Ok, sáng này đi chân đi không nổi á Ly. Vì điên quá vì đâu. Vì chân cái chân rung. Đã, có sáng có nói chân rung không? Ta kêu chân đi chẳng ai. Đi chẳng hở. Chứ không có rung. Cái này đi Nam về có một bữa nữa mà đi đi nổi. Nói nói chuyện vui chứ ta. Thiệt đấy. Thôi có ông bình thường thôi năm ạ. Thì nó không có, mình đâu lông còn bị nó cũng có tiền, có tiền nó không bị. Như hồi xưa nó ngủ. Bắt cái gì đó, phèo đó, ông biết phèo nhưng mà ông vẫn ngủ. Mình điên phèo biết. Điên quá. Phèo phèo đi tồn mà. Thôi đó gì em ngủ rồi. Không ngủ không có thầy về đi còn thầy biết thầy cứ quay quay lắng năm lắng 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 nữa cái tắt điện nha điện nghe nghe cũng tắt điện nghe cũng ngủ chị về trễ không kêu là tóc giá karaoke nữa hả ok hả mà thiệt ra mình về 10 giờ máy đó mà anh lại chụp hình vậy mà trễ chị tính rồi 7 giờ máy tốn giờ tốn giờ tới ờ do đi ban đêm thấy những qua 10 giờ máy là thấy khi kia thì mình chơi có mấy tiếng không có nhạo đó ngồi lao ngồi chịu cũng được lấy muộn hả em ngồi ghế đợi xíu chắc phải điện chị Loan về thôi khỏi nấu ăn luôn á hà quá không đau không bé bé chịu được đúng không gì hả? Này có khách nữa nè vàng chị ơi đi Lào đi gì đi Lào có người với lại ở đây
không chưa vô. Mà đi mà. Thế chị Hòa lộn. Chắc là cũng không có yêu cầu chứ. Ơ lộn được á. Thế để chị Hòa lộn. Chị em chỉ điện rồi. Mở lên kêu điện Hòa qua ngoài. Không, ý là cái chị bán máy lên này để chị Hòa lộn. Bị yên xíu qua cho chị lộn. Mua đồ ăn sót ha. Cái tao kêu tao ăn mì tôm. Ủa chứ ông Toàn vào đây mà không mua đồ ăn nha má à. Ông Toàn ở đây hả? Ừ. Tao biết. Nó kêu mua cho em với nè, kêu tao ăn mì tôm ăn không. Cái đồ ăn chi? Cái mày thấy mình nói ăn miếng không quá. Miếng mua quá hả? Miếng không. Miếng gói hả? Miếng gói tao bỏ bò cái trứng gò vô. Bò trứng gò hả? Mày nói ăn. Trứng luộc á hả? Trứng trứng ấp lò á. Trứng bỏ vô ăn trong. Cái chi dữ nè. Mình nói khách là mình thì ở trong toilet la tao ngồi đây tao thấy khách ngon rồi. Mình nói lấy nha. Chứ mày nói chi hả? Không, mày nói gì đó mày. Ý là na thái rồi, cái hậu thấy hai người đi vô nữa nè. Mình thì mình tranh thủ này. Lao ăn lù 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 ăn nhanh nhanh nhanh. Cái mày vô, mày ra mày không biết gì hết mẹ. Ăn xong na ra làm gì nữa. Mà gặp cái mặt mẹ em đi ra bùng ra nhìn vài tường. Mình đâu muốn mà ra. Nhìn nhăn 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 nhìn mũi lên gặp ra tao quét. Tao quét. Nhăn nhăn chắc là đi không được á chứ. Chắc đi chưa được đó. Bà kéo đây, mấy hạt bà điên được. Không, mẹ kêu mày mắc ngủ. Tớ mắc ngủ rồi. Kêu ngủ không được, mạch mạch người ghê. Vâng. Thiếu ngủ là mạch lắm. Giờ giờ như mà kêu sáng thì nó mệt mệt. Chắc hồi tối nhức đầu. Chắc uống vô nhức thân đào. Mà đâu có uống đâu. Mẹ đi cách ly mới đi không chứ mẹ uống ở đâu mà. Nhấp nhấp xíu. Mình uống cái ly màu hồng. Tao không phải. Cái xong cái mình chỉ màu xanh. Tao ly điều á. Màu xanh của ai đen vàng đó mình thấy chẳng ai uống hết. Ly chắc gần 2 chai. Không, một chai mấy ơi. Đó, một chai rưỡi. Chưa tới chai rưỡi. Nhưng mà nửa ly nó là bao nhiêu chai ta? Nửa ly nó là nửa chai không ly thì. Ở đó đó, chai nhỏ xíu mà cái ly to mà. Không có đó là trút một ly là một chai đó chứ má. Bia đó mình uống được, hợp lý. Không say mà kiểu không thơm thật ngon. Ngon vậy? Hút cái này vô là chẳng say đấy hả? Lăng lăng. Lăng lăng phê phê. Cái nớ với là cái hồi nó ở trong quán bar giống nhau lấy. Đó, xì xoay đó. Nhưng mà cái hương nó khác rồi. Ừ thì mỗi hương mỗi khác. Mỗi chỗ nó pha chế mỗi khác nữa mà. Cái đi ngon hơn rồi nè. Tao đâu hút đâu biết. Mà cái xí xa vừa trước mình đi đâu có ngon. Cái hút cũng tắt nhé. Em không đụng tao luôn không ghiền. Mày hiện chắc kêu hút cái hiện. Thôi bia rượu được rồi. Không đang đi quá xoa. Mẹ chân trai một lòm y như là. Mấy kêu bia rượu được rồi. Không đang đi quá xoa. Mẹ chắc mấy mày có không mấy mày có nó đi giọng cả ngày á nó quải mà trúng cái bờ của nó ngủ nó quải như thế hả tới tới 9 giờ nó mở nhọt to hơi thì ở đó chơi phiền. Đắt tiền lắm đó.
Mà có ly quái từ đầu tới đuôi. Còn quái kho. Lần đầu rủ mình đi xa ra cái hầu ấy luôn. Thì bác kêu không có đặt bàn á. Mà đi chắc khi đã có bàn. Mà sao bớt ghiền cái đó hề, bớt ghiền giờ radio ấy. Hầu nào cũng nghe radio, radio ấy. Radio cũng nhận đi à? Ừ, nhưng mà nó phòng kín. Không phải, radio là... Họ hót à? Không, họ hát. Hát cái kiểu mấy đứa sinh viên. Tức là mấy người lên hát hát có cái bài không có bánh gì.